mắm hả? Thì anh ăn dễ nắng. Rồi, xin chào cả nhà nè. Thì cả nhà ơi, đầu video á, cả nhà cho hai vợ chồng trên sân Bắc Vĩnh Long á, chúc cả nhà một ngày được dồi dào sức khỏe và làm ăn được nhiều thành đạt nha. Thì cả nhà ơi, hai vợ chồng mình hồi sáng giờ á cả nhà cũng đi săn bắt kiếm được ít cá rô phi nè cả nhà ơi. Đây. Đó, cả nhà nhìn thấy ngon không? Đây cá rô phi đồng nha cả nhà. Đó, cá này là cá mày dạ. Mày dinh nha cả nhà. Mày dảnh. Mày dảnh. Thì mày dinh đó. Mày dinh khác, mày dảnh. Nó đó. Với được ba cá rô phi bự nè cả nhà, với cá mày dinh. Đó thì ngày hôm nay á mình sẽ làm thịt ba chú cá này nha cả nhà, bốn con chứ. Đó, thì mình làm một cái lẩu nho nhỏ nha cả nhà. Rồi để vợ mình tiến hành làm cho nó sạch sẽ nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ cái số cá đã cũng đã mần xong nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy ngon không? Rồi bây giờ thì lên lửa nha cả nhà. Bây giờ lên lửa đang nấu cái nước lẩu á cả nhà. Nói chung thì cũng thường cả nhà chứ không có là nói lẩu cũng món chân giả nha cả nhà. Thì cũng chanh đồ này kia mình làm nặng vô cái nước mình làm cho chua vậy đó. Còn rau mình cũng chuẩn bị sẵn rồi nè cả nhà. Đây. Rau nhút nha cả nhà. Được ít cộng rồi rau nhút nè. Mình dặm thêm với rau muống không cả nhà ơi. Chỉ có rau muống với rau nhút thôi. Mình nhúng vô mình ăn cả nhà. Còn bên đây thì được ít bún nè. Đó, với hai gói mì nha cả nhà. Đây, bả này mình để đặng mình làm cái hậu chua cả nhà. Mình làm cái nước chua. Đó. Để giờ mình lửa đặng bắt nước lên cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ nước cũng đã sôi nha cả nhà, sôi un nút rồi. Nó mình thả cái vị chua vô trước nha cả nhà. Cái vị chua hồi nãy mình cắt nặn ra đó. Rồi tới bỏ gia vị vô nha cả nhà. Đường, muối, bột ngọt nha cả nhà. Không có gì khác hết á. Đó. Rồi nếu mà mình nêm á cả nhà. Cho nó vừa cái hậu chua ha. Rồi với cái nước đó mình vừa ăn á là được nha cả nhà. Đó, mình sắc vô một mớ ớt. Đó. Nhiều quá cay giờ ăn được. Rồi bắt đầu mình sẽ làm cái nước đó gọi là cay rồi. Mình thả cá vô nghe cả nhà. Thả cá vô được chưa? Vừa ăn chưa? Chưa. Thiếu cái gì? Đường. Thiếu miếng đường nha cả nhà, thêm miếng đường vô. Đổ một lum em. Chú cá vô nha cả nhà cho nó chín. Đó. Đó. Hết luôn đi. Đó. Bốn con cả nhà ơi. Đó. Rồi bây giờ thì cá cũng đã thả vô rồi nha cả nhà, thì mình chờ đợi cho chín thôi. Đó. Chờ đợi chín thôi là bắt đầu mình nhắc xuống mình sẽ ăn thôi nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cái món cá làm lẩu chua của mình cũng đã xong nha cả nhà. Để ba cái cần rau cần lá đó cả nhà. Để vô cho nó thơm nha. Rau mình chuẩn bị đó, bữa nay mình ăn ngồi dưới đó nha cả nhà.
Rồi hai vợ chồng mình cũng mời cả nhà ăn cái lẩu dân dã cùng hai vợ chồng mình nha. Mắm hả? Thì anh ăn vậy nắng. Rồi mời cả nhà ơi, mì nè cả nhà. Mì nè giờ mình thả vô trước nè cả nhà. Rau nhút nè. Rau muống. Rồi mời cả nhà dùng với hai vợ chồng mình nha. Ngon. Hết ý luôn cả nhà ơi. Ăn đâu đọc mà còn gì xem mà bà lặng. Bỏ rau muống luôn. Thì nè em bỏ nè. Sâu lên nó ăn. Cái gì cũng cá cũng kèm mà nó bụng quá chết bún ngon quá đã cả nhà ơi. Anh thả vô hết món mì luôn á vậy. Ăn thích chanh hơn gói rồi, ăn nửa gói rồi ăn bật ăn miếng nè, trộn đúng rồi. Gà cũng ba cháy nữa cả nhà, quá đã luôn. Nói cái gì đựng xương? Có xương đựng xương. Hãy subscribe.
bếp ga không? Có bếp củi ăn được. Mình chế mà. Trong đồng có gì ăn muối vậy? Quá đã, quá đã nhà cái đầu. Gấp mắt mà mày đi, gấp mày đi, đặng lấy vô. Lửa này không có giảm được nha cả nhà. Bếp lửa chứ không phải là bếp củi. Bếp củi chứ không phải là bếp mà bếp ga. Quá đã cả nhà ơi. Cá này cả nhà. Thịt trắng tươi luôn, có ngút luôn không? Đã không? Ăn vậy thôi nhé. Rồi cả nhà ơi, cái đoạn video thì ngày hôm nay cũng kết thúc nha cả nhà. Thì hôm nay cái món lẩu nóng nấu dân dở dân giả, hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho cả nhà xem. Mà nếu cả nhà có xem thì nhớ ủng hộ luôn nè cả nhà. Nhớ ủng hộ cho hai vợ chồng trên kênh Săn Bắt nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà xem cái đoạn video này thật là vui vẻ nha. Rồi bye, bye cả nhà luôn nha. Ăn nữa mới bye à. Hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa nha.